chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, bất ngờ nhận lộc trời ban, tiền bạc ào ào đổ về như thác lũ, phát tài giàu có nhất dùng thiên hạ. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc chân thành nhất, chúc quý khán giả luôn hạnh phúc tròn đầy, vững bước trên con đường tài lộc, mãi mãi an khang, thịnh vượng. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, cuộc đời mỗi người là một chuỗi những chương hồi đang xen giữa niềm vui và thử thách. Không phải câu chuyện nào cũng có một chương kế tiếp, và đôi khi, chương hiện tại chính là điểm dừng cuối cùng của một giai đoạn. Thật khó để không nuối tiếc khi phải rời xa một điều chưa trọn vẹn, nhưng khi một cánh cửa khép lại, nó thường mang theo ý nghĩa của sự hoàn tất và cơ hội mở ra một hành trình mới. Đừng cố chấp níu giữ hay tiếc nuối, bởi sự giải thoát đó có thể chính là món quà cuộc đời dành tặng bạn. Những điều giản dị, nhỏ bé đôi khi lại là những điều quý giá nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng đây là bước ngoặt hay đây là thời điểm cần thay đổi. Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng, và sự bình thản tiến lên, không vội vàng, chính là cách sống giúp ta cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của từng khoảnh khắc. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thuộc mệnh thiên thượng quả, tức lửa trên trời, mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ, ấm áp và đầy nhiệt thành. Nhưng chính ngọn lửa ấy cũng đòi hỏi sự kiểm soát khéo léo để không làm hao mòn chính mình hay ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vận mệnh và số phận của Kỷ Mùi không bất biến. Nó thay đổi dựa trên cách bạn sống, cách bạn đón nhận thử thách và hành động trước những cơ hội trong cuộc đời. Định mệnh chỉ là một phần, còn lại đều nằm ở ý chí, lòng tin và sự quyết đoán của chính bạn. Chúng tôi không phải thần thánh, không thể trao bạn vàng bạc hay quyền lực, nhưng bằng tâm huyết và sự thấu hiểu, chúng tôi mong rằng những lời chia sẻ và luận giải về tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ giúp Kỷ Mùi tìm thấy con đường cải vận, hóa giải phiền muộn và nắm lấy sự giàu sang bằng chính đôi bàn tay mình. Hãy nhớ rằng, trong thử thách luôn tiềm ẩn cơ hội, trong sự giản đơn luôn tồn tại hạnh phúc, và trong mỗi hành động của bạn luôn có sức mạnh thay đổi cuộc đời. Chúc quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi một tháng mới tràn đầy năng lượng, bình an và thịnh vượng. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và tính cách của người tuổi Kỷ Mùi, chúng ta cần nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đi qua hơn 40 năm cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ, thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý, con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi, cuối đường vẫn có đường, chỉ cần bạn sẵn lòng đi. Có khi nhìn thì như là có đường, nhưng thật ra là bạn phải rẽ ở đó rồi. Ngoài 40 tuổi chính là một lối rẽ, có lẽ Kỷ Mùi thật sự là chán trường rồi, thành ông già bà già cả rồi. Tinh thần sa sút rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi. Quay đầu lại nhìn xem Kỷ Mùi lái xe còn có người cưỡi ngựa, Kỷ Mùi cưỡi ngựa còn có người đi bộ. Kỷ Mùi đi bộ còn có người chống gậy, Kỷ Mùi trống gậy còn có người không có chân, Kỷ Mùi không có chân còn có người mất tính mạng. Như vậy cũng tự biết đủ rồi, nhân sinh trên đời dài chục năm. Bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng cũng quay trở về với cát bụi. Thôi có lẽ Kỷ Mùi không làm được quan, nhưng nhất định là đã làm người. Có thể bạn có ít tiền nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú trong tâm, tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác. Hòa khí tự nhiên sẽ đi theo, ở bên trong gia đình biết cảm ơn, thông hiểu khoan dung, càng làm cho tâm của chúng ta thêm rộng lượng, Kỷ Mùi cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau càng thêm tương thân tương ái mãi về sau. Người ngoài 40 tuổi mới dần dần hiểu ra những đạo lý này, cảm thấy nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành, không cần quan tâm tới đích đến. Cái cần để ý chính là phong cảnh gian đường, cùng những tâm tình trong đó, mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, Kỷ Mùi đều nên từ trong tâm mà tự cảm nhận, xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. Không thể ngày nào cũng đều tốt lành, đều gặp được những việc hài lòng, chỉ cần mỗi ngày đều nên có tâm tình tốt, nắm bắt được mọi chuyện, đời người ngắn ngủi khổ đau. Tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi, vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm, cuộc đời này ngắn lắm. Chỉ cần Kỷ Mùi sống hết tâm mình, cũng không cần phải tiếc nuối,
lại càng không cần phải hối hận. Ngay giây phút hiện tại này, Kỷ Mùi mới có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ có cố gắng làm thật tốt những việc xảy ra trước mắt, sống trong giây phút hiện tại mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ đời người. Nên con người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng. Chỉ có như thế bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Để biết được tương lai của Kỷ Mùi, ta cùng đi tìm hiểu về tính cách của Kỷ Mùi. Có thể nói, mỗi một người thuộc tuổi khác nhau sẽ có những tính cách khác nhau, và mỗi tuổi sẽ có tính cách hoàn toàn không giống nhau đâu đấy nhé. Nghe thì có vẻ hơi mê tín, nhưng nếu bạn để ý kỹ thì bạn sẽ thấy ở đâu đó cũng có dài đến nhiều tính cách rất giống với những tính cách mà bạn đang có luôn đấy. Nếu bạn là một người tuổi Kỷ Mùi thì tính cách người tuổi này đầu tiên mà không thể không nhắc đến đó chính là sự tốt bụng. Những người tuổi Kỷ Mùi hầu hết đều là những người có tính cách rất tốt bụng. Họ luôn sống vì người khác, luôn giúp đỡ người khác khi người khác cần. Họ sẵn sàng giúp đỡ mà không suy nghĩ và không hề tính toán đến việc người đó có đền đáp lại lòng tốt của họ hay không. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân chính giúp cho những người tuổi Kỷ Mùi được rất nhiều người yêu quý. Tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng là một trong những tính cách người tuổi Kỷ Mùi nổi bật mà bạn cũng nên quan tâm đến. Những người tuổi này sẽ luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể và luôn có trách nhiệm rất cao trong mỗi công việc mà mình làm. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mùi không chỉ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc về mặt tình cảm mà còn là một chỗ dựa vững chắc trong công việc luôn đấy. Vì vậy, những người tuổi này luôn được cấp trên rất tin tưởng và đặt lòng tin nhiều lắm. Không ngừng cố gắng chính là một trong những tính cách người tuổi Kỷ Mùi nổi bật luôn đấy nha. Những người tuổi này khi không may gặp phải những chuyện không may trong cuộc sống sẽ không dễ gục ngã. Thay vì gục ngã, từ bỏ thì họ lại rất cố gắng và quyết định đứng dậy, không ngừng nỗ lực hơn để vượt qua khó khăn. Những người tuổi Kỷ Mùi thường sống theo chủ nghĩa hòa bình. Họ thường đưa xu hướng hòa bình lên hàng đầu. Trong mọi chuyện hay mâu thuẫn trong cuộc sống, họ thường tránh những trường hợp gây gổ, mà thay vào đó họ sẽ nói chuyện rất lịch sự và theo chủ nghĩa hòa bình, để hòa bình cho cả hai trong mối quan hệ này. Và tuổi Kỷ Mùi hoàn toàn không thích làm lớn chuyện lên đâu. Là người rất thích sạch sẽ, ưa chuộng sự sạch sẽ cũng là một trong những tính cách của người tuổi này. Họ rất thích sạch sẽ và sự gọn gàng, lúc nào cũng phải thật sạch sẽ họ mới chịu, nếu không họ sẽ thường rất khó chịu cho sự bẩn của bạn. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi 1979. Tháng 11 âm lịch hay tháng Bính Tý trong hệ thống Can Chi mang trong mình những sắc thái độc đáo của tự nhiên và văn hóa, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng nhưng lại hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ. Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong dòng tuần hoàn của trời đất, nơi tiết trời khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ, đồng thời mở ra cánh cửa cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Với tiết khí đại tuyết và đông chí, tháng Bính Tý là biểu tượng của sự giao thoa giữa âm khí cực thịnh và dương khí vừa chớm nở. Tiết đại tuyết, như tên gọi, là thời điểm mà băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp các vùng đất lạnh, là dấu hiệu thiên nhiên đạt đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng, ẩn mình. Sau đó, đông chí xuất hiện, đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, nơi dương khí nguồn sinh khí của vạn vật bắt đầu hồi sinh từ sâu thẳm trong lòng đất trời. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý ứng với quẻ Phục, một quẻ mang ý nghĩa sâu sắc về sự tái sinh và khởi đầu. Trong quẻ Phục, hình ảnh một hào dương duy nhất xuất hiện bên dưới năm hào âm cho thấy dương khí tuy nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng, sẵn sàng vượt qua bóng tối âm u để bừng sáng. Đây là biểu tượng của niềm tin vào tương lai, rằng dù hiện tại có lạnh giá, tĩnh lặng đến đâu, sự sống vẫn âm thầm nảy mầm, chuẩn bị cho những ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Thời tiết tháng này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống con người. Tháng Bính Tý thường được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm, khi áp suất khí quyển thay đổi đột ngột, gió mùa đông bắc thổi mạnh, khiến thiên nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông. Động vật trú ẩn trong tổ, cây cối rụng lá và thu mình lại để bảo tồn năng lượng. Con người, trong vòng tay của gia đình và cộng đồng, dành thời gian tích trữ lương thực, sửa sang nhà cửa và chuẩn bị chống rét. Đây là giai đoạn lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi mỗi người học cách lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên và tích lũy sức mạnh cho những đổi thay phía trước. Không chỉ có ý nghĩa thời tiết, tháng Bính Tý còn mang đến những bài học triết lý sâu sắc về dòng tuần hoàn của cuộc sống.
Giữa cái lạnh cắt da và bóng tối âm u, dương khí dần sinh ra, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Đây chính là bài học về sự kiên nhẫn, về niềm tin rằng sau mỗi mùa đông sẽ là mùa xuân, sau mỗi thử thách sẽ là những cơ hội mới. Tháng Bính Tý nhắc nhở chúng ta rằng mọi khó khăn đều là bước đệm cho sự khởi đầu, và trong mỗi kết thúc luôn tiềm ẩn một mầm sống đầy hy vọng. Hãy nhìn tháng 11 âm lịch không chỉ như một thời khắc của năm, mà như một hành trình của sự chuyển hóa từ lạnh giá đến ấm áp, từ tĩnh lặng đến sôi động, từ âm sang dương, từ bóng tối đến ánh sáng. Mùa đông không chỉ là thời điểm của cái rét mà còn là khởi nguồn của sự sống, nơi những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi để bừng nở, như những mầm cây nhỏ bé vươn mình dưới lớp đất phủ tuyết trắng. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường, thường dương khí đang hoài thai, không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn âm dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính quả và hành quả có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm e không tốt. Người mạng quả thì chỉ có tuổi Bính Thân, Bính Dần, Bính Tý, Bính Tuất, còn thuận lợi, các tuổi mạng quả khác đều sẽ lao đao. Mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở, nhưng can khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực, lưu ý giữ gìn sức khỏe. Người mạng mộc bình an nên nằm yên chờ cơ hội. Người tuổi Kỷ Mùi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với nhiều chuyện không như mong muốn xảy ra vào tháng 11 năm 2024 âm lịch này. Hãy luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, đừng để những khó khăn tạm thời kéo bước chân mình, khiến mình bỏ cuộc giữa chừng. Do phải chịu tác động lớn của cục diện Tý Mùi tương hại, bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Thậm chí kẻ tiểu nhân xuất hiện thường xuyên, còn khiến bạn gặp thêm nhiều rắc rối, phải tốn nhiều thời gian mới giải quyết êm xuôi. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch khuyên bản mệnh chớ nên có những suy nghĩ tiêu cực, than thân trách phận, bởi càng như vậy thì bạn lại càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Tài lộc không có dấu hiệu tiến triển tích cực, thậm chí bạn còn phải cố gắng nhiều nếu muốn bảo vệ thành tích mà mình làm ra. Chớ vội tin tưởng, trao đổi mọi chuyện với người mà mình không biết rõ, nếu không bạn sẽ bị kẻ xấu giáp tâm chiếm mất công lao đấy. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều điểm sáng, thậm chí bản tính cao ngạo, nóng nảy, khiến người độc thân khó có thể chiếm được thiện cảm của người khác. Đồng thời bạn cũng thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời, nên ít có cơ hội tìm được người thực sự ưng ý. Mối quan hệ vợ chồng cũng có nhiều vướng mắc, hai người ít tâm sự, chia sẻ với nhau. Phương diện sự nghiệp, bước qua thử thách để trưởng thành. Tháng này, người tuổi Kỷ Mùi sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp, khi cục diện tương xung mang đến những tác động tiêu cực không mong muốn. Đôi khi, cảm giác bất lực vì các mục tiêu lớn khó thành hiện thực có thể khiến bạn nản lòng, nhưng đây cũng chính là thời điểm để bạn học cách kiên trì và điềm tĩnh trước nghịch cảnh. Bạn hãy nhớ rằng, không phải lúc nào bước đi cũng cần phải lớn và mạnh mẽ. Trong những ngày khó khăn, việc duy trì ổn định và hoàn thành tốt những nhiệm vụ nhỏ cũng là một thành tựu đáng tự hào. Từng bước nhỏ vững chắc hôm nay sẽ là nền móng cho những điều to lớn hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ xã giao. Đừng để lòng tin đặt sai chỗ biến thành cạm bẫy khiến bạn mất đi công lao hay ảnh hưởng tiêu cực đến vị trí của mình trong tập thể. Trong mọi tương tác, hãy giữ sự điềm tĩnh và lịch thiệp. Những lời nói vô ý hoặc hành động nóng nảy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bạn phải trả giá bằng các mối quan hệ quý giá. Đây cũng là tháng bạn ít gặp được quý nhân giúp đỡ, vì vậy, hãy tự dựa vào bản thân nhiều hơn. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến công việc vốn đã nhiều thử thách. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thuận lợi hơn để tiến bước. Nguyệt lệnh quan đới xuất hiện là một lời nhắc nhở, dù hoàn cảnh có khó khăn, bạn vẫn có thể nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực và cân nhắc kỹ càng. Hãy tránh làm việc bốc đồng và khăng khăng với ý kiến cá nhân. Là người chủ động, xông xáo là tốt, nhưng đôi khi sự cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng mới là chìa khóa để tránh rủi ro. Qua những thử thách này, bạn sẽ không chỉ vững vàng hơn mà còn học được cách trưởng thành trong tư duy và hành động. Phương diện tài lộc, bài học từ những chông gai. Vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này không mấy khởi sắc, khi bạn phải đối mặt với những quyết định chưa chính xác và các khoản chi tiêu không mong muốn. Những khó khăn tài chính có thể khiến bạn cảm thấy áp lực,
nhưng cũng là bài học quý giá để bạn nhìn nhận lại cách quản lý tài sản của mình. Đối với những ai làm kinh doanh, cục diện tương hại cảnh báo về rủi ro trong việc hợp tác và giao thiệp. Lời nói ngọt ngào hay sự hứa hẹn của đối tác có thể che giấu những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy dành thời gian kiểm chứng thông tin và phân tích kỹ càng. Người làm công ăn lương cũng không tránh khỏi những thử thách. Tháng này, công sức bạn bỏ ra có thể không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí có nguy cơ bị người khác nẫn tay trên. Điều này đòi hỏi bạn phải làm việc cẩn thận hơn, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc nhất. Sự chủ quan hoặc lơ là, dù nhỏ, cũng có thể mang lại hậu quả lớn. Đồng thời, trong quá trình hợp tác với đồng nghiệp, hãy tránh những bất đồng không cần thiết để duy trì môi trường làm việc hòa thuận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tinh quang đới là một tia sáng hy vọng. Nó nhắc nhở rằng dù hiện tại có khó khăn, mọi việc sẽ dần ổn định trở lại nếu bạn giữ được tâm thế tích cực và kiên định. Hãy xem đây là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện tính kiên nhẫn và nâng cao kỹ năng quản lý tài chính. Quan trọng hơn, đừng đánh mất niềm tin vào chính mình. Dù chặng đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, bạn hoàn toàn có thể tìm được cách giải quyết cho những khó khăn hiện tại. Đôi khi, chính những áp lực lại là động lực giúp bạn bứt phá và trưởng thành hơn. Khi bạn biết cách vượt qua, ánh nhìn của những người xung quanh sẽ thay đổi và bạn sẽ được ghi nhận xứng đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, cục diện tương hại ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi, khiến lứa đôi có dấu hiệu rạn nứt. Nếu không quan tâm để ý và nhanh chóng tìm cách khắc phục thì có thể dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn. Những quan điểm đối nghịch liên tiếp xuất hiện, khiến vợ chồng bạn khó tìm được tiếng nói chung, thậm chí có những người rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng. Những lúc thế này, bạn càng phải nhắc nhở bản thân, quý trọng những gì mà mình đang có, đồng thời không nên yếu lòng, giữ quan hệ quá mức thân thiết với người ngoài. Những người độc thân dường như không tin tưởng vào tình yêu, nên bạn cũng chẳng muốn tìm hiểu bất cứ ai. Dù cho được người quan tâm, chăm sóc đi nữa, bạn cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được lâu. Hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy và tận hưởng hiện tại nhiều hơn, bởi nếu bạn cứ lo trước lo sau như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến được với bất cứ ai. Muốn tình yêu lâu bền, cả bạn và đối phương đều phải cố gắng để thay đổi và dung hòa. Bạn không nên nghĩ đến việc hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của đối phương. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi nhìn chung là ổn định. Dù công việc vất vả khiến bạn thường xuyên phải lo nghĩ, căng thẳng, hãy cố gắng hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực, tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài trời hơn để giảm bớt căng thẳng. Khi gặp phải những chuyện không mong muốn, bạn cần chia sẻ, tâm sự với người thân thiết nhiều hơn, đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng. Khi làm việc, người trẻ tuổi chớ bắt bản thân làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi, thư giãn phù hợp. Người lớn tuổi cần vận động hợp lý để tránh những tổn thương cơ thể không đáng có. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Kỷ Mùi, xây nhà hướng nào? Quẻ mệnh của tuổi Kỷ Mùi là Chấn, hành mộc, thuộc Đông tứ mệnh, nên các hướng tốt để xây nhà là: hướng Nam, sinh khí. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi xây nhà hướng Nam sẽ thu hút được tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận lợi, có được danh vọng, tiền tài. Hướng Đông Nam, Diên Niên. Hướng Diên Niên sẽ đem đến sự hài hòa trong các mối quan hệ tình cảm cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, giúp gia đình hạnh phúc, chồng vợ thuận hòa, con cái dâng lời, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tình yêu bền chặt. Hướng Bắc, Thiên Y. Xây nhà hướng này giúp gia chủ có được sức khỏe dồi dào, phúc khí an khang, sống hạnh phúc, ấm no đến già, có quý nhân phù trợ, nên công thành danh toại. Hướng Đông, Phục Dị. Xây nhà hướng Đông sẽ đem đến những may mắn, thuận lợi trên con đường sự nghiệp của gia chủ tuổi Kỷ Mùi, đồng thời giúp tăng sức mạnh tinh thần. Những hướng nhà xấu mà tuổi Kỷ Mùi nên tránh. Ngoài những giải đáp tuổi Kỷ Mùi xây nhà hướng nào, thì những hướng nhà xấu mà tuổi Kỷ Mùi nên tránh cũng quan trọng không kém.
Dưới đây là những hướng xấu mà gia chủ tuổi Kỷ Mùi không nên xây để tránh được tai họa về sau. Hướng Tây Bắc, ngũ quỷ. Xây nhà hướng này thường bị ma quỷ quấy nhiễu, không tránh được những tai họa ập đến bất ngờ. Ngoài ra hướng ngũ quỷ cũng đã đem đến vận hạn về sức khỏe, có thể bị ốm đau, bệnh tật, nguy hiểm tới tính mạng, phá sản. Hướng Đông Bắc, lục sát. Nếu không muốn gặp tranh cãi, thị phi, thì gia chủ tuổi Kỷ Mùi tuyệt đối không nên xây nhà hướng này, bởi nó đem lại sự đổ vỡ trong quan hệ tình cảm, cũng như xảy ra thị phi với những người xung quanh, có thể dẫn đến kiện tụng, pháp luật. Hướng Tây, tuyệt mệnh. Lý giải thì tuyệt mệnh chính là sự chết chóc, tiêu tán. Xây nhà hướng này sẽ mang lại những tai họa lớn cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, làm ăn thua lỗ, mọi sự bất thành, mất công ăn việc làm, thường xuyên xảy ra tranh chấp, thù hận, gặp vận hạn ảnh hưởng tới tính mạng. Hướng Nam, họa hại. Tuổi Kỷ Mùi nếu xây nhà hướng này sẽ đem tới hung khí cho ngôi nhà, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con đường sự nghiệp bất chắc, làm gì cũng thất bại, tài sản tiêu tán, sức khỏe suy giảm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm. Tử vi hàng tuần tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2024. Công việc không được thú vị như trước, con giáp tuổi Kỷ Mùi thiếu động lực khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Thế nhưng nếu bạn đặt mình lên trên sự ganh đua, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đừng tìm cách trả thù nếu bị ai đó lăng mạ, làm như vậy bạn cũng sẽ chẳng khác gì học họ. Về mặt tình cảm, trong tuần mới tuổi Kỷ Mùi nên nhạy cảm hơn một chút. Người ấy có thể đang gặp rắc rối, nên tâm trạng không được tốt. Bạn hãy cố gắng động viên nửa kia và dành thời gian để hâm nóng mối quan hệ của cả hai nhé. Tiền bạc sẽ về với tuổi Kỷ Mùi vào cuối tuần, khi chính tài mang tới tin vui với những nguồn thu ngoài mong đợi đang đổ trở về. Hãy trân trọng những khoản này và nên để vào tiết kiệm, tránh việc quá hoang phí bạn nhé. Do ảnh hưởng không tốt của thiên cẩu hung tinh đang gây hại cho sức khỏe của bản mệnh, nên con giáp tuổi Kỷ Mùi không được chủ quan với các biểu hiện liên quan tới tình hình bệnh tật của bạn thời gian này. Nếu có bệnh thì bạn nên tập trung chữa trị dứt điểm đi nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: thìn, thân, sửu. Con số may mắn: nam 7, 76, 02, 98, nữ 8, 34, 95, 07. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2024. Những vấn đề trong công việc sẽ rút cạn toàn bộ năng lượng đến nỗi con giáp tuổi Kỷ Mùi không còn đủ sức để chú ý hay quan tâm tới người thân và bạn bè của mình nữa. Nhưng đó cũng là lúc bạn cần bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ để có thể giải quyết từng vấn đề một, tránh làm hỏng mọi việc. Vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi lúc này cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy chưa thể ngọt ngào với nhau, như những cuộc tranh cãi đã giảm dần, không còn chỉ trích về lỗi lầm của nhau nhiều như trước nữa. Tuần mới có nhiều thăng trầm, nhưng thời gian thuận lợi nhất là vào đầu tuần, khi có chính ấn nâng đỡ. Do đó, nếu có việc gì khó nên tập trung xử lý sớm, thì cuối tuần bạn sẽ được thảnh thơi hơn rất nhiều. Ảnh hưởng của tiểu hao dự báo sẽ là những ngày bùng nổ bên bạn bè và những cuộc mua sắm bất tận. Dù sao bạn cũng không mua sắm quá tay, vì thế hãy tận hưởng khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời này nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: tỵ, dậu, tý. Con số may mắn: nam 4, 59, 13, 75, nữ 2, 22, 78, 40. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2024. Con giáp tuổi Kỷ Mùi tuần này vô cùng nhạy cảm, bạn có khả năng biết được chính xác những gì đang diễn ra, và tuyệt vời hơn, bạn sẽ hiểu được suy nghĩ sâu thẳm của những người xung quanh. Đây là một phần của giác quan nhạy bén mà bạn được ông trời phú cho. Cho dù vận trình tình cảm thời gian này đi xuống, nhưng bạn hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu và bạn đang kiên nhẫn để sửa chữa.
Tuổi Kỷ Mùi cần một chút kiên nhẫn để có thể cải thiện những căng thẳng trong đời sống tình cảm của mình. Bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của một tâm trí khỏe mạnh. Bạn muốn loại bỏ những vật dụng không cần thiết, điều đó cũng sẽ giúp bạn giải phóng những điều tiêu cực trong tâm trí. Đừng quá lo lắng vì mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo của nó. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo những vấn đề không tốt liên quan tới sức khỏe. Do đó, bản mệnh không nên bỏ bê bản thân chỉ vì công việc hay mãi chạy theo tiền bạc. Đừng để đến khi ngã bệnh mới nói giá như thì cũng đã muộn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất, con số may mắn, nam, 4, 48, 20, 66, nữ, 2, 65, 58, 30. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Mùi, tháng 11 âm lịch 2024. Thương quan xuất hiện ngay đầu tuần, khiến tuổi Kỷ Mùi phải trải qua cảm giác vô cùng khó chịu. Bạn thường xuyên không cảm thấy thoải mái trong những việc mình làm. Lời khuyên là thay vì nghĩ ngợi quá nhiều, hãy tập trung vào nhiệm vụ nhỏ trước mắt. Chúng cũng rất quan trọng và hữu ích cho mọi người. Tuần này, bạn cần tập trung vào một số vấn đề chuyên môn quan trọng, nên mãi dùi đầu trong công việc. Hãy xem xét lại cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý, để cuối tuần này bạn có thể nghỉ ngơi xả láng bên những người thân yêu nhé. Người tuổi Kỷ Mùi có thể cảm thấy bình thường, nhưng có thể những người khác lại cảm nhận không tốt về bạn. Đề phòng và cẩn trọng là điều nên làm, song đôi lúc nó cũng khiến bạn và những người xung quanh trở nên xa cách hơn. Thái âm các tinh phù trợ công việc, nhất là những ai đang bán hàng online sẽ biết những cách để tìm ra khách hàng phù hợp hơn cho mình. Không những thế, bạn tránh được việc tham lam, thay vào đó nhờ sự tập trung mà có được kết quả đáng nể. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ hợi, mùi, tuất, con số may mắn nam 1, 89, 37, 79, nữ 5, 27, 9, 45. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạng tam kheo. Tam kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn: hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh,
Yên tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn Tam Kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều. Đương số dễ gặp nạn tai, bệnh tật, tàn khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tính mạng. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Mọi thứ đều là vô thường, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa trải qua sinh lão bệnh tử, rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này. Kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa, chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều, được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá.
các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này, cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu, chẳng ai sung sướng mãi mãi cả, và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác, tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là dương cao, dương xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ. Ta bồi về cho nhân tâm ta, ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta. Vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báo sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng dưỡng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.